Mình hứa với chị là mình sẽ giúp cho chị Phượng bán 200 cái. Giờ mình ghiền đổ bánh bò nướng luôn rồi. Nãy mình làm được giờ mình khoái quá rồi. Ai bánh bò nướng không? Ngọt xớt luôn. Lái qua chứ không nó rớt. Ê! Lái qua chứ không nó rớt. Ê! Lái qua chứ không nó rớt. Ê! Chết ra đây. Đó, à, phá không? Rồi rồi đó. Bỏ luôn. Lấy cái bọc nè. Bỏ vô bọc đâu? Năm lò mới hy vọng mới chạy nổi công suất ngày hôm nay. Rau lại nào, 1, 2, 3. Rồi con rau này có mình con nghe à. Ai muốn bò nướng không? Được chưa? Rau cỡ này đủ lớn chưa? Rồi em thử nha. À bắt đầu quét, em làm thử địa chỉ em nha. Rồi quét đi. Quét dầu lên đúng không? Dầu ăn lên đúng không? Xong rồi đổ mà. Rồi quậy quậy lên đổ. Quậy quậy bột. Trời làm cái này mà không được nữa thôi chắc là không. Sợ nó đổ ra ngoài quá. Xây vòng tròn. Xây vậy hả chị? Xây cầm hai cái khăn xây. Xây giữa cái trên mặt cái ca. Giờ nó khét. Đẳng cấp chưa? Ồ, đẹp quá. Trời ơi, hơi bị. Chắc tôi đổi nghề luôn quá. Nóng quá, nóng quá. À. Vậy được chưa chị? Rồi, đây lại. Đây lại hả? Quá giỏi. Bỏ nhiều rồi, quá. Có nhiều quá. Không, bỏ trên đây lại. Bỏ nhiều quá sợ anh ta ngán. À, bỏ nhiều quá. Bỏ đây hả chị? Bỏ dài dài ra. Bỏ dài dài ra hả? Rải rải ra vậy hả? Rải đại đi. Rồi bán. Rồi, ok. Rồi xếp lại. Lấy cái dao phượt kìa. À, lấy dao phượt. Rồi xếp lại. Cháy đồ cháy. Tét luôn. Đừng làm tôi rối nha, từ từ nha. Khác luôn. Rồi khác luôn rồi lại tại giống mấy chị kia nãy hỏi bao nhiêu cái nè, tôi lo tôi tập trung nè. Thôi kệ nó, cái bánh này mới ngon nè. Thấy không? Lái qua chứ không nó rớt. Ê! Lái qua chứ không nó rớt. Ê! Lái qua chứ không nó rớt. Ê! Chết ra đây. Đó, à, phá không? Rồi rồi đó. Bỏ luôn. Lấy cái bọc nè. Bỏ vô bọc đâu? Thôi bà con thấy rồi nha, không phải lỗi cho tôi nha. Thôi em lại, em lại. Đó, mấy chị làm mất tập trung quá nè, thấy chưa? Đừng có cười, tôi nghe giọng ai cười khúc khích đó. Có tiếng ai cười khúc khích quanh đây. Tặng cao không? Phải lấy ánh sáng nữa để quay cho đẹp chứ gì chứ. Rồi, để lên tí xíu. Nó khác nữa là em coi như chuyến này em đi luôn á. Đó, bỏ nhiều ăn cho ngán chơi. Rồi, nát bét luôn cái bánh luôn rồi. Khét nữa. Thôi nha. Lạng qua nha. Rồi, ok, thành công. Ô, khét này tôi lui luôn, xuất sắc thiệt. Cái khuôn nó nóng quá nên là phải đổ vô. Giờ nó chín luôn rồi. Thôi, để lên chín á. Để lên chín. Thôi, để. Thôi luôn. Để giờ nó chín rồi phải không chị? Chín, tại khuôn nóng quá. Rồi ngon đó. xuất sắc. Trời ơi, thấy chưa? Xuất sắc chưa? Cái này tôi làm đó nha. Đẹp mà, nhìn bây giờ mình nhìn cái màu mình biết mà. Không sợ nóng luôn. Trời ơi, đổ chỗ này chắc tới sáng luôn quá. Tại vì đổ trước thì nó nguội ngắt mà nó bị yểu cái bánh. Thường là cũng không có đổ trước nhiều đúng không? Rồi. Cho nên nó kỳ công chỗ đó đó. Còn cái gì mà cũng có thể làm trước được thì nó quá dễ đúng không bà con? Thôi ráng đi, bây giờ giờ cứ bán đi mà bán từng cái được rồi. Bà con mua người cái ủng hộ được rồi ha. Bán không kịp rau. Đã làm không kịp rau nữa. Rau lỡ tới đông quá thì sao? Ai bánh bò nướng không? Ngọt xớt luôn. Làm xong cái chương trình này là coi như Nghĩ ơi đây rau với ông nè con. Qua chị sao? Rau rau. Dạ lớn. Rau nè, mọi ba. Rau lớn nè. Trời nó mắc cỡ luôn rồi.
Cái này không khác không ăn tiền nè. Không cháy, cháy vậy mới ngon nè. Dạ rồi, mời bà con bác tiếp tục thôi. Xin lỗi bà con nha. Trời ơi. Cái bánh này là nó hơi kỳ công, phải đổ tại chỗ nó mới nóng, nó mới ngon. Dạ, mời chị. Trời ơi, cảm ơn chị đứng chờ nắng nôi quá. Em mua 2 cái. Rồi, cảm ơn con, 2 cái. Từ, con mua mấy cái? Dạ, 2 cái. 2 cái, rồi, ok con, rồi. Chào chú. Rồi, con. Rồi, cho con rồi bác xin nha. Rồi, ok, bác xin con, bác xin, rồi, ok. Anh mua mấy cái? Một cái, một cái, một cái. À rồi, em gửi một cái 100 ngàn. Ok. Rồi, mình về vô nhà luôn đi. Rồi, vô nhà bán luôn. Chưa, được chưa, vô luôn. Nhanh lên, đội ngũ hỗ trợ đi. Cảm ơn chương, để vô. Rồi, bánh chặt ra tiếp tục đi các bạn ơi. Đúng rồi, quay ngang. Rồi, cái dù che vô đây nè. Để đừng ướt bánh. Ướt bánh, ướt nhẹp mà xong rồi. Rồi kìa, bà con đứng chờ quá rồi kìa, che mưa cho bà con nha, chờ ấy nha. Chờ chút xíu ha. Kinh nghiệm của mình là chờ chút xíu. Bánh lên, nhanh lên, bánh ơi. Thấy chưa, đỉnh cao chưa. Đó, vét một phát một à. Cảm giác chỗ này nó bị khét nè. Chết tôi rồi, cái bánh này thất bại quá. Không phải, tại nãy đổ bột á. À, bột hả? Đẹp. À, bột rồi. À, nãy đổ bột nó đẹp quá hả? Bột á. À, rồi, ok. Rồi, bánh này mình ăn luôn. Thôi mình che lại đi, úp lại cho giấu. Đó. Vậy là đẹp liền, đúng không? Úp lại cái đẹp liền được, chứ có đẹp. Và tất cả mọi thứ đều rất là công khai và minh bạch. Đây là số tiền. 146.731.737 đồng. Đây là số tiền Mạnh Thường Quân gửi đến giúp cho cô Phượng bánh bò nướng ở Cần Thơ. Mà chưa tính tiền bán hàng nha, tiền bán hàng hôm nay là còn nữa. Tiền bán hàng thì Hoàng Anh đang cầm ở đây. Lại hôm nay thì có lẽ tiền bán hàng sẽ không được nhiều bởi vì thời tiết có vẻ như không chiều lòng người. Nhưng mà cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến rất là nhiều và mình tin chắc rằng cái buổi bán hàng ngày hôm nay lại tiếp tục chạm một cái mốc mới, một kỷ lục mới trong chương trình Tiếng Rào 4.0 ở tại Cần Thơ. Đây, bạn Phước Cần Thơ là các bạn mà đã giới thiệu cái trường hợp của cô Phượng cho mình đây. Bạn rất là có tâm ha, bạn ngày hôm qua mình đã đến cái nơi mà làm cái xe này đó quý vị các bạn. Đó. Có dán cái chữ ở trước trong cô luôn hả? À, có dán cái chữ phía trước luôn hả? Ồ. Con. Trời. Chưa giờ thử con coi được không? Vừa đó. Trời ơi, có phòng ngủ 5 sao rồi đó con. Trời ơi, thương không? Rồi xuống coi chừng rồi, mang giày nha, coi chừng ướt mưa hư giày nha con. Ôi, xe đẹp quá. Với lại sẵn rồi con giao luôn cho cô 30 triệu nữa. Ô, rồi chị ơi, hôm nay có thêm 30 triệu nữa đóng góp. Vậy trời ơi, kỷ lục luôn nè. Phước nhận thêm 30 triệu từ các Mạnh Thường Quân nè. Như vậy là tổng cộng là 176 triệu. Mãi vào tim không phút nào quên. Có đôi gánh hàng rong tôi bước vào trong cuộc đời. Tiếng ru thưa còn trong nôi là tiếng dao nuôi lớn đời tôi.